Kính thưa bà con nông dân và các bạn đang theo dõi chương trình phổ biến kiến thức với chủ đề kỹ thuật trồng ớt. Thưa bà con, tôi xin đi vào phần sản xuất cây con ớt trong vườn ươm. Thì đối với cái kỹ thuật mà tiên tiến đó, hiện đại thì hiện nay ở Việt Nam mình đã sản xuất được cái băng chuyền mà gieo hạt, máy gieo hạt nha, trộn giá thể rồi gieo hạt ở tại Việt Nam, ở tại Lâm Đồng. Thì ở tại Đà Lạt thì hiện nay thì có vài trăm cơ sở, 200-300 cơ sở chuyên sản xuất cây giống, bởi vì cái vùng rau Đà Lạt sản xuất rau liên tục quanh năm thì bà con mình không có tự làm cây giống, tốn công lắm mà không có đảm bảo tốt, thành ra cứ đặt cây giống ở những cái cơ sở, đến ngày đó thì mình lại mình lấy thôi, mà ta chuyển tới nhà luôn, có xe chuyển tới nhà đó. Thì như vậy là ở đây là có cái máy mà trộn giá thể nè đó, rồi cái máy mà gieo hạt đây, thì cái hình này thì bà con mình thấy đây, giá thể có cái máy trộn giá thể chạy cái cơ sở sản xuất cây giống này, thì cái chỗ hơi nhỏ thành ra là ráp hết cái băng chuyền này không được, thành ra nó rời rạc, chứ đúng là từ đầu tới cuối một cái băng chuyền. Thì giá thể đã trộn xong rồi thì nó sẽ được chuyển vào trong cái hộp này đó. Thì vậy là cái khai ươm, đây là cái chồng là khai, mà cái khai không đó, đây thì từng cái khai một, cái khai dưới này nó rút đó, theo cái băng chuyền này nó rút qua đây, nó chung xuống ở dưới chỗ cái bồn mà giá thể này. Thì vậy giá thể được lắp đầy giá thể xong rồi cái nó chạy qua đây đó, thì qua đây là cái chỗ này đó, là cái hệ thống cái trục này nó lăn qua đó, là nó xôm lỗ. Thì đây cái khai này rút xuống nè đó, thì đây là lăn qua đây là được xôm lỗ xong rồi, thì tiếp theo băng chuyền đó thì qua đây là qua cái máy gieo hạt đó, tự động coi như là để trồng khai đó, là nó ra đây là hạt đã gieo xong đó. Thì gieo xong rồi thì người ta mới lấy những cái khai này trồng lên cao, rồi cái trùm cái miếng bạc lại ủ khoảng là 2 ngày đêm thì cái hạt nó nhú mầm, người ta mới đem ra nhà màng. Nhưng thực tế ở những nước tiên tiến đó thì cũng hệ thống băng chuyền như thế này, tự động hết 100%, chỉ để khai đây thôi. Thì nó khi mà gieo hạt xong thì nó theo cái băng chuyền này được đưa vào trong cái phòng để úng, tức là một cái phòng đó là có hệ thống điều hòa bên trong, tức là cái phòng mà úng cho cái hạt nảy mầm thì trong đó ẩm độ rất cao, trong cái phòng đó ẩm độ là 100%. Nhiệt độ thì tùy theo cái loại hạt đó, nhiệt độ nảy mầm ví dụ như là khoảng 30-35 độ thì người ta điều chỉnh là trong đó là nhiệt độ đúng y như vậy, thành ra là đưa hạt đi trong đây thì mấy ngày đó, bất kỳ mùa nào trong năm lạnh nóng gì thì trong cái môi trường kiểm soát được điều kiện ẩm độ nhiệt độ thì hạt nó đều nảy mầm y như vậy đó. Thì xong rồi khi mà nó đã nhú mầm thì theo cái băng chuyền đó thì chuyển cái cây là ra ngoài nhà màng, cũng theo băng chuyền đó, cái hệ thống cái khai nó đưa vào trong nhà màng đó. Thì như vậy thì giờ vào trong nhà màng thì cây nó được kiểm soát về nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, không có bị nước mưa đó, rồi cũng không có cần người chăm sóc nữa đó. Thì một ngày là tưới là 2 lần cho cây con, một lần buổi sáng và một lần buổi chiều. Thì cái hệ thống băng chuyền đó nó chạy từ đầu nhà lưới tới cuối nhà lưới đó, rồi nó ngừng ở đó đó, rồi buổi chiều nó chạy ngược trở lại đó. Không có con người nào vô chăm sóc hết đó. Thì rất là hiện đại, ở Việt Nam mình thì hiện đại tới đây thôi, mình nói trong điều kiện Việt Nam ha, còn điều kiện thế giới thì hiện đại lắm, thành ra là giảm được nhiều công lao động đó. Gieo máy mà rất là đồng đều, hạt nảy mầm thì 95% thì 95 cây nó lên đó, trong khi gieo tay thì chỗ gieo sâu gieo cạn đó, rồi tưới bằng tay thì chỗ tưới nhiều tưới ít cây không đều đó. Thì như vậy là cái kỹ thuật mà tiên tiến thì nó có cái ưu điểm gì? Tiên tiến là có ưu điểm là chất lượng cây giống tốt, sạch sâu bệnh, chủ động kiểm soát môi trường, tức là trong nhà màng mà nó ni lông đó, nếu mà nóng quá thì cái hệ thống phun sương làm mát, hoặc là mở những cái cửa ở trên nóc đó, tức là nó có cái cánh
có thể là nóng quá thì nó sẽ tự động đó, nó sẽ mở ra để mà nó lấy gió, rồi cái hệ thống quạt lưu thông gió, quạt nó hút khí nóng vân vân đó, rồi tự động hóa các cái khâu chuyên môn hóa, tức là mỗi một cái công đoạn thì công nhân được đào tạo có kỹ năng sản xuất hàng loạt quy mô lớn theo xu thế của thế giới, trong khi là sản xuất kiểu truyền thống cũng có cái ưu điểm thì tới giờ vẫn còn duy trì, đó là đơn giản dễ làm, không có tốn tiền gì nhiều chân, làm theo kinh nghiệm mà không có cần học hỏi gì nữa, rất là phổ biến, không có đòi hỏi trang thiết bị gì hết trơn á, chỉ cần tốn lá chuối thôi để đất. Chi phí đầu tư thấp, giá thành cây giống thấp, nhưng điều quan trọng đó là cái hạn chế rất là lớn. Hạn chế thứ nhất theo cái kiểu truyền thống đó là chất lượng cây giống không đều, không đạt chuẩn, nguy cơ tiềm ẩn những cái mầm mống sâu bệnh ở trong cây. Mà ngày nay là bà con nông dân mà mua cây giống từ những cơ sở này không biết tại sao so với hồi xưa sao mà nó xấu quá đó, không thể kiểm soát được môi trường đó, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ lạc hậu, trong khi cái kỹ thuật tiên tiến đó có cái hạn chế là chi phí đầu tư ban đầu cao, rồi phải đầu tư nhà màng đó, khai ươm đó, nhà màng thì nhiều năm, rồi khai ươm thì sử dụng cũng nhiều năm đó, rồi nếu mà có khả năng đầu tư máy gieo hạt thì khoảng 5-7 năm trước thì máy gieo hạt thì cả 100 triệu đồng cho cái băng chuyền đó, từ cái trộn giá thể tới gieo hạt đó. Còn bây giờ thì đại trà rồi, bây giờ còn có phân nửa giá hả? Khắp nơi đồng bằng sông Cửu Long mình cũng có nhiều cơ sở gieo hạt như thế. Giá thành cây giống thì cao, nhưng mà thật ra cao hơn thì 10-20% so với cái kiểu truyền thống thôi. Đó, chưa được phổ biến lắm, đa số còn ở dạng mô hình. Nhưng mà đây là cái xu hướng của thế giới, Việt Nam mình là cần phát triển theo cái kiểu này, bởi vì là đảm bảo cây giống là đạt tiêu chuẩn. Còn cái kiểu truyền thống này thì không nên duy trì nữa mà phải cải tiến, tức là từng bước thay đổi đó. Tại những cái cơ sở chuyên sản xuất đó thì mỗi địa phương đó, ngành nông nghiệp đặc biệt là trồng trọt bảo vệ thực vật đó, nên quan tâm hỗ trợ để có những cái dự án để mà làm những cái mô hình là nâng cấp lên, đưa vào trong cái nhà lưới hiện đại hơn. À, thì nói chung là cả hai cái kỹ thuật truyền thống hay tiên tiến thì đều phải là cây con là cũng phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, đầy đủ nước, đầy đủ ánh sáng thì cây nó mới tốt được. Thì đó là một số cái chia sẻ cùng bà con về cái kỹ thuật sản xuất cây con ớt trong vườn ươm. Kính thưa bà con, thì tôi xin trình bày chủ đề thứ ba, đó là thời vụ làm đất, tưới nước và bón phân cho cây ớt.